Xin chào tất cả mọi người ha. Đây, cái cây mít của mình sẽ chỉ cho các bạn như thế nào là cái mít là bị sa đen này. Ha. Thì để phân biệt được một cái trái mít mà nó có sa đen hay không, hoặc là nó bị loại hay là thải như thế nào á, thì tao đã được việc đầu tiên là tao nhìn cái cuống. Ha. Đây, cái cuống này nè, thấy các bạn nhìn thấy cuống này không? Ốm mà dài nè. Thế từ từ để cắt anh. Đó, nó cuốn nó ốm nó dài, mà cái màu sắc của trên cái cuốn này nè, nó hơi bị ngã vàng như vậy nè ha. Chứ mà nó không được xanh. Mà trong cái trái cái của mình á là nó bị bó, cái kiểu là cái gai nó không có đều các bạn. Đây. Gai nó đều đều không đều nè ha. Thì khi đó là cái trái cái cỡ trái này nè lại ngắn, mà cái đít trái này nó không có tròn. Thì cái trái này nó bị dính một cái tiêu chí, đầu tiên là cái trái nó bị không có dài trái nè. Cái thứ hai nữa là cái cuống nó nhỏ nè, nên cắt ra thì tỷ lệ đen của này là 100%. Này, anh Thi cắt giùm em cái trái này. Sẽ cho các bạn xem ha. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, như thế nào là sơ đen? Đó. Đây mình chỉ cho các bạn xem đó, cái vòng đó là nó đang bị chỉ vàng nè, rồi sơ nó bị đen đen nè. Thì cái trái mít này khi mà có để lại thì nữa cho nữa thì sau này là cũng bị loại thôi ha. Còn cái điều thứ hai nữa để mình góp ý các bạn là cái trái mít nè, đây là cái mắt ghép của cây mít mà các bạn rất là thấp nè, cho nên là cái cành này là chắc chắn phải bỏ luôn. Cho nên cái trái này mình mổ thử, cái trái này thì cuống cũng đẹp, nhưng mà tiêu chí của nó thứ hai nữa nè, cắt đi. Nhưng mà cái trái này nếu mà tiêu chí mà lựa trái mít cũng bỏ nè, lý do tại sao nó không có tròn mà bị lép một bên nè. Đây các bạn ha, nhìn trái mít nè, nó gồ, nó bị lép một bên nè đó, và cái gai của nó là nó không có đều. Đây nè, đây nhìn nè các bạn ha, nó gai nó bị bó nè, không có nở gai đều. Thì khi cắt cái này ra giùm em cái thử ha. Đó. Để kiểm tra cái mít thì mình cắt cái phần gần đầu cuống á, là nó sẽ biết được đen hay không. À, như trái này là nó không đen nhưng mà mình vẫn bỏ ha, bị lép muối mình bỏ ha. Đây. Đó, nó không có bị sơ đen ha. Nhưng mà cái cành này vẫn phải cắt nè. Đó. Các bạn. Thường đó, là như cái mít đó, mình để tốt nhất đó, là mình để phải trên 60 phân. Là cái mít đẹp để đẹp. Ở đây có cái trái nào tuyển nữa không? Mình quay qua cái khác ha. Đây. Đây trái mít này là mình nãy mình tuyển rồi. Mình cắt bỏ rồi. Quay bên đây cái trái này coi. Trái này á cũng cắt bỏ này các bạn, nhìn thấy cái cuống nó nhỏ không? Nhỏ, giờ kể ra nó nhỏ như vậy nữa là mình cắt mình kiểm tra nó vẫn biết là đen hay không nha. Đây anh cắt thử cái trái này cho em coi. Cái này không đen. Cái này đen không? Không. Cắt thử đi. Cái này không đen. Nó chỉ vàng rồi, chỉ gì nó cũng đen. Cái nhỏ. Cái nhỏ xíu này là nó chạy chỉ nè. Không? Đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái chỉ không? Đó, nó chỉ nhẹ thôi. Chỉ vàng đó là sau này nó biến thành sơ đen. Bỏ ra. Đó. Thì trên cái cành của cái cây mít á, nó ra trái trên những cái cành cái. Đây là những cái cành này là cành cái nữa ha. Thì cái cuống cái cây nó mập như thế này nè. Thì tỷ lệ nó đậu trái nó rất là cao mà trái nó ít bị sơ đen. Và ngoài ra khi mà cái trái cái cuống nó ra nè. Mà dày ngoằng như thế này nè. Là cái này ra chồi vượt. Chồi vượt này á thường á là mình không có để trái nhưng mà mình để cái giái nè. Để mình lấy cái phấn hoa đực ha, để cho nó thụ phấn cho cái bông này. Đó. Đợt này mình đang làm chồi cho cái vườn mít. Đang làm chồi vườn mít, cái này là tuyển rồi nè anh. Tuyển xong là mình trùm trái ra nè các bạn. Đây, trái ở đây trùm nè. Đây. Trái là mình đã tuyển rồi nè. Nó tròn đều đẹp nè ha. Cuống to mập. Cái này giữ lá đàng hoàng nha các bạn. Khi cắt thì các bạn chỉ có phải giữ lá lại, không được cắt bỏ lá nha, để cho nó quang hợp.
Đây, trái tròn này, đẹp này. Mà gai cũng vẫn chưa đều lắm. Đợt này mình cho nở gai ra. Đây. Đi qua cái cây mít này coi. Đây. Như trái này này các bạn. Cắt ra 100% sơ đen. Trái này 100% sơ đen luôn. Đây ha. Đây các bạn, 100% sơ đen luôn. Mình phải cắt ra cho trái này cho các bạn kiểm tra, các bạn xem. Đó. Đây. Đây. Đen thui thù lùi luôn. Đó. Mít sơ đen này là cái mít này là riêng mít siêu sớm á, là nó bị bệnh này, sơ đen này là không bán được nha các bạn. 100% sơ đen. Đó là để mình thấy là cái trái nó dị dạng. Còn khi mà hai trái này á, thì một cái trái á, là cái trái này cuốn mập đẹp nè, mình có thể, còn cái trái này có thể dự phòng. Nhưng mà cái trái này là bị lép muối nè các bạn. Có dự phòng nhưng mà trái này bị lép muối rồi. Thấy các bạn lép không? Thường người ta sẽ tuyển trái khi mà cái trái nó thụ phấn xong hoàn toàn. Nhưng mà ví dụ như mình làm lâu năm hoặc mình làm quen rồi á, là mình có thể tuyển luôn. Như cái trái này là mình sẵn sàng mình bỏ luôn ha, nó bị lép một bên này. Thường đi tuyển nên các bạn cũng không cần dao kéo đâu để cho nó lây ha. Mình chỉ cần việc là mình bẻ ra cái đầu nó là được à. Cầm cái đầu này, đầu này nè. Bẻ nhẹ cái là rớt à ha. Đó, giữ lại cái trái. Đây anh thử mổ cái trái này. Trái này thì không có đen nhưng mà nó bị lép muối nè. Anh mổ thử cho mình cái này nè. Đen cũng bị chỉ ha. Chỉ nhỏ. Chỉ nhỏ đó là bỏ rồi đó. Cái trái siêu sớm khó lắm nha các bạn. Đây. Cái trái này mình đã tuyển rồi nè. Các bạn nhìn thấy cái tiêu chí cái trái không? Cuốn nó mập, ú nu luôn. Đó, nó phải mập ú nu mà cái trái nó tròn, nó dài ra nè. Đây, nó dài ra nè. Đó, thì trái này nó không có bị đen ha. Và trong 1.000 trái cũng phải có khoảng... Với Mister, nếu mà mình không biết tuyển thì tỷ lệ đen rất là cao. Còn mình mà biết tuyển rồi thì cũng phải dính khoảng 50 trái anh Thi ha. Ừ, khoảng chừng 50 trái. 50 trái trong 1.000 trái không phải là dễ ăn đâu ha các bạn ha. Đây nè, như trái này bị lép rồi nè. Trái thứ hai mà bị lép rồi nè. Nhưng mà cứ để cho nó thụ phấn xong hết ra. Đó. Đây, đi kiếm thêm vài cái nữa đây. Còn đến trùm. Anh trùm lại trái này. Thì đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trùm này. Đó, đầu tiên bao vô. Đây là cái trùm chuyên dụng cho mít, kéo lại. Và cột lên cái bịch lên cây để mình hỗ trợ cái này hỗ trợ neo trái luôn để cho trái nó đừng có nó bị lung lay ha. Lung lay. Trùm cho mấy bạn thì bảo phòng cái mấy này ra. Phòng nó ra. Phòng cho ra. Đừng có cho nó dính vô trong cái trái côn trùng nó chích. Đấy. Ra. Đó, phòng nó ra đó. Vậy ha. Trong quá trình này thì phấn hoa của bông đực nó vẫn thụ phấn được bình thường, tại cái này là cái lỗ này nó rất là to nè, nhờ gió nó vẫn thụ phấn được. Với thứ hai nữa là mình vẫn phun thuốc hoặc là phun bóng lá nó vẫn vô được cái bao bình thường ha. Đó, mình cắt bớt cái bông cái này. Cái bông á, mà khi mà bạn sử dụng cái sản phẩm ức chế á, để mà mình ép nó ra bông thì cái bông đầu tiên nó hay bị hiện tượng là chai trái nên trái nó nhỏ nó tròn như nè. Như cái trái này thì kiểu gì phải bỏ nè, đó. Trước sau vẫn bỏ, mình bỏ luôn cho nó tập trung nó nuôi cái bông này. Cái bông cũng bị tròn á các bạn. Đây nè, như bông này tròn nè. Này như cái cây này là mình bỏ luôn nè. 100% sơ đen luôn này các bạn. Nhìn cái cuốn nó nhỏ xíu á ha. 100% sơ đen luôn. Mổ ra. Trời, kể cả nó nhỏ xíu vậy nó vẫn đen ha. Chỉ vàng. Thấy không các bạn? Một chút xíu siêu siêu vậy nó cũng đã chỉ vàng. Thấy cái gai của nó nè. Cái gai của nó. Đó. Bị lép nè. Không phải dễ dàng vậy đâu ha. Ồ, nó ở trên nữa. Nó là trái tới tận ngọn luôn. Hả? Trái lên tận ngọn kìa. Sung quá mà. Đợt vừa rồi mình cũng làm bông đạt ha. Cây nào cũng ra bông hết, nhưng mà cái bông đó chắc phải bỏ rồi, tiếng nữa anh em mình giật cũng phải bỏ rồi. Cái bông này là mình phải giật bỏ nè, tại thứ nhất nó mặc trên cái cây cành quá nhỏ nè, với lại nó trên ngọn nè. Đó,
Nhưng mà trái này đẹp mà. Trái này đẹp. Đẹp mà. Nhìn nữa bạn ơi, nhìn ra xem một trái mít đẹp nè. Thấy không? Nó dài mà nó to đít nè. Đó mà cuốn to mập ú nè. Đó thì anh cắt cho em cái. Nhưng mà trái này đen nè. Ừ. Ốm nhất rồi. Ốm nhất đen. Rồi, anh cắt hai trái đây cho bà con coi đây. Đâu có đen ấy là không? Thấy không? Thấy nhìn các bạn à. Mình nhìn mình cắt là mình biết được đen không ngay. Nhìn cái trái là biết liền. Đó. Thằng đó thì lớn chắc chắn đen. Tại cái cuốn nó nhỏ. Nó không có nuôi đủ dinh dưỡng đâu. Đây nhìn thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Cái mít rất là đẹp nhưng mà thường á với cây mít á, mà nó ra trái trên cành trên cao á thì nó rất là đạt, ít bị sơ đen lắm. Nhưng mà vì mít là mít mình là mít tơ cho lứa trái đầu tiên nên mình không có để trái trên cao ha. Xì cây. Đây. Như cây mít này á mình một đợt mình chỉ để tối đa là 2 tới 3 trái thôi. Không để nhiều. Như cái cành này là sung quá này, nó tơi 2 trái rồi nè. Đó. Đi vườn mít tơ đợt này ra trời quá chừng ha. Mình đang làm cành phía bên này nè, sẵn mình chia sẻ cách làm cành các bạn luôn ha. Đây là cây mít này, mình sẽ cho các bạn xem là cây mít lùm tùm như thế này. Đây đây là những cây mít lùm tùm. Đây đây mình lấy một cây này để làm ví dụ đi. Anh Thi tuyển giùm em cây này giùm em cái. Đó, thì đầu tiên các bạn sẽ cắt những cành khô ha, với lại cành đực. Cành đực là mấy cành lõm đít này nè. Sau này nó để trái, trái nó cũng ra sơ đen thôi. Nó không có đủ dinh dưỡng các bạn. Hoặc là mình phải là bị loại thôi, tại vì trái nó không có đặt tiêu chuẩn. Thì anh bấm luôn cái mấy cành này. Đó, thì mấy cái cành mà lõm đít như thế này là mình cắt bỏ hết. Qua làm cái cây khác đi, cây nào cũng được anh. Đây coi sư huynh của mình đang tỉa nè, mình quay lại sư huynh mình đi. Đó, đám này là mình làm cành rồi ha, nhìn nó đẹp không các bạn? Đó. Đó, đây là ông anh làm kỹ thuật. Đó. Đó, các bạn thấy mạnh dạn không? Cành bỏ luôn anh. Đúng rồi. Bỏ hết mấy cành tăm luôn ha. Đó, cành tăm. Và những cái cành nào mà choáng, thấy không? Đó. Đây, coi cái mít cùm nè. Đó, hôm nay mình xả ra. Cái chỗ mà chưa tuyển với chỗ tuyển rồi nó khác nhau này các bạn. Đây, thấy không? Chỗ này là chỗ chưa làm cành nè. Phía này làm cành rồi nè. Đó, thấy đẹp không? Trời lưới à. Mình để toàn bộ là cành mang trái hết, cành trái, cành mang trái hết ha. Nó có lực và nó thoải mái. Cây mít siêu sớm cũng không cần nhiều cành lắm đâu. Đây, cái trái này là anh tuyển anh cầm rồi nè ha. Đó, trái to không? Ở trong đó mình còn có trái dự phòng nữa nè. Rất là đẹp ha, dài nè, dài, cuốn mập. Thì anh em mà quan tâm tới cây mít siêu sớm thì có thể liên hệ với Vịnh ha, 0972 455 668. Xin chào tất cả mọi người ha.